Cái nhà này được xây từ năm 1979. Thì hiện nay là cái khu này rất là xuống cấp. Tức là cái tuổi đời cũng 40 năm rồi. Thế mà khu tập thể này là cứ từ tầng lọ xuống tầng kia là toàn nước thải bẩn thỉu, là cứ toàn tự nhà lọ dột xuống nhà kia thôi. Hiện nay là cái xà ở cái bếp là đã bị sập rồi. Đấy, cháu tôi là ở tầng 4, là coi như là cái ban công đằng trước là hoàn toàn là bị rụng hết cả bê tông rồi. Bị mất 5 năm nay rồi, nhưng đến 5 năm trôi qua rồi cũng vẫn y nguyên, không sửa chữa cái gì hết.